Cũng trong ngày 7 tháng 7 năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc tổ chức lễ ra quân cao điểm chiến dịch mùa hè tình nguyện lần thứ 21 năm 2023. Đến dự có đồng chí Dương Quốc Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận Thành quỹ Châu Đốc. Chiến dịch mùa hè tình nguyện lần thứ 21 năm 2023, thành phố Châu Đốc diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Châu Đốc tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng. tại buổi lễ, thành đoàn đã trao bảng tượng trưng các công trình trong chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2023 như hỗ trợ ba căn nhà nhân ái, hỗ trợ tổ hùng vốn giúp nhau mua bảo hiểm y tế cho 6 bạn đoàn viên của xã Dĩnh tế và hỗ trợ dây giống mô hình kinh tế không tính lãi từ nguồn quỹ ống heo giúp bạn trao tặng 50 chậu bông trang cải tạo giường qua trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, trao nguồn vốn không tính lãi với số tiền 80 triệu đồng giúp đoàn viên Trần Văn Đức với dự án chăm sóc và nhân giống rồng Nam Mỹ, trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Dĩnh Tế, trao tặng 2.100 quyển tập cho học sinh của 7 phường xã với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng ngay sau lễ ra quân các bạn đoàn viên thanh niên tiến hành trồng cây tại trụ sở quỹ ban nhân dân xã Dĩnh tế và thực hiện việc sơn sửa tu bổ bộ dụng cụ trò chơi cho các em thiếu nhi